Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem là năm con vịt con của mình nó đã lớn rồi. Đây, nó đang thay lông đó nha các bạn. Mình cho nó ăn lúa, tại nó đang giai đoạn thay lông thì mình phải cho nó ăn lúa để mấy cái lông hoa nó mới bắn ra được. Đây, lúa mình cho nó ăn lúa hột tròn đó nha. Đây, mình chơi nước vô cho nó dễ ăn. Bên đây là nước này. Bây giờ mình dẫn các bạn đi xem ba con gà một quỷ của mình nha. Đi thôi. Đây là ba con gà một quỷ của mình nha các bạn. Này. Đó có 9 con mà nó bị cái 9 con mà nó bị ăn hết 6 con nha các bạn, nên còn có 3 con à. Nó khỏe lắm các bạn. Con này con trống nha các bạn, để mình bắt nó cho bạn xem nha. Đây. Đây là con gà con nha các bạn. Đây. Đây là ba gà một quỷ của mình nha các bạn. Này, video này là hết, nếu nào thấy hay một like và đăng ký cho mình nha. Nhớ nhấn chuông nha các bạn. Để mình sớm nhận được các bạn nha. Bye.